Rồi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại video của anh Túc và mình. Anh Túc đây, ai chưa đăng ký kênh mình thì đừng quên cho mình một nút đăng ký cũng như một nút like để cập nhật những video mình chia sẻ trên kênh. Video này thì mình định hướng dẫn anh em gọi là chatbot nhận 20 đồng có tên là Bebit nhé. Con này từ dự án BSC Big này, nó có chương trình AirDrop thì anh em cứ chiến thôi. Thì đường link con này mình cứ để dưới phần mô tả để giờ để cho anh em làm. Thì nhiệm vụ cũng đơn giản thôi, anh em vào làm chatbot. Thì con này thì nó như nó nói là 1 đồng Bebic bằng 1 đô. Vậy là nhận 20 đồng Bebic tương với 20 đô. Ok dạ. AirDrop sẽ kết thúc vào 20 tháng 9 năm 2021. Và cũng như là ngày mùng 10 tháng 10 năm 2021 thì nó phân phối token. Ok, thì anh em ấn vào Start thì ra giao diện nó về và ấn vào Join AirDrop cho mình. Và các bước nó sẽ hiện lên. Như thường lệ thì anh em sẽ ấn vào Join Group cũng như chơi đồ cho nó, kích vào để Join. Ok dạ. Khi join xong thì anh em thoát ra và lại chatbot tiếp. Thì nó bắt anh em là join channel kênh thứ hai và cũng như follow retweet ở Twitter, được chưa? Kênh đầu tiên của nó, kích vào để đưa anh em đến giao diện của Twitter, ấn nút bình cho mình. Rồi, những quả kèo như vậy thì anh em không nên bỏ qua, được chưa? Anh em tự có thể ấn theo dõi và tweet lại cái bài thả nó của team và tweet lại cái bài nó đã ghi. Ok chưa? Rồi, tiếp tục về kênh thứ hai cũng thế, được chưa? Cái đây là kênh thứ hai của nó. Rồi, anh em sẽ ấn vào submit. Khi xong cái nhiệm vụ trên thì anh em submit UAT cho mình, được chưa? Rồi, nó hiện lên giao diện như vậy, nó hỏi anh em đã join chưa? Thì anh em chưa join thì có thể join lại. Và join rồi có thể ấn đun, được chưa? Rồi, nó bắt anh em lấy cái profile link của Twitter. Anh quay xem Twitter lấy cái profile link username, profile link Twitter gửi cho nó. Và nó bắt anh em nhập địa chỉ PEP20. PEP20 có anh em quay sang ví trước hoặc MetaMask anh em lấy địa chỉ PEP20BLB smart chain gửi cho nó là ok. Rồi tiếp tục ấn đôn và đôn. Ok dạ. Và nó hiện lên cái giao diện như vậy thì anh em đã hoàn thành xong và các bước và nhận token 20 token BSC Big. Ok dạ. Và đây đường link để anh em đi giới thiệu bạn bè để thêm lên token này. Ok dạ. Đây đường link này của anh em đây. Trong quá trình thao tác ấy, anh em có thể sai gì có làm sai có thể ấn vào start và làm lại. Ok dạ. Đấy. Rồi kết thúc video cho em làm. Bây giờ chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người video tiếp theo.